Mazda 3 và Hyundai Elantra là hai đại diện tiêu biểu trong phân khúc sedan hạng C tại nước ta. Mazda 3 với xuất xứ Nhật Bản, trong khi đó Hyundai Elantra là mẫu xe thể thao đến từ Hàn Quốc. Hai mẫu xe này đều có doanh số rất tốt và được nhiều khách hàng Việt tin tưởng lựa chọn. Phiên bản Mazda 3 2021 và Hyundai Elantra 2021 tiếp tục có những sự thay đổi mới về cả ngoại thất, nội thất và các trang bị tiện nghi. Và đây hứa hẹn vẫn sẽ là cuộc đua cạnh tranh khốc liệt về doanh số giữa hai thương hiệu xe hơi nổi tiếng nhất châu Á. Trong video ngày hôm nay, DiPro sẽ gửi tới bạn video so sánh về Mazda 3 2021 và Hyundai Elantra 2021. Hy vọng qua video này sẽ mang lại cho bạn thêm những thông tin mới nhất về hai chiếc xe đình đám này. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ DiPro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới về nhanh nhất. Mazda 3 2021 và Hyundai Elantra 2021 thực sự là cuộc đua thư hùng trong phân khúc xe sedan hạng C tại Việt Nam. Tại thị trường ô tô trong nước, Mazda 3 vẫn đang là mẫu xe thống trị phân khúc hạng C và kể từ đầu năm vẫn chưa bị đối thủ nào vượt mặt về doanh số. Không những vậy, Mazda 3 còn chưa bao giờ rời xa top 10 xe bán chạy nhất hàng tháng. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Mazda 3 đời cũ. Còn thế hệ mới làm ăn ra sao thì chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian để kiểm chứng. Hyundai Elantra 2021 là phiên bản nâng cấp mà người dùng vẫn ví von, bình mới diệu cũ, nhưng chỉ cần cái bình mới thôi, mẫu xe này đã hấp dẫn khách hàng hơn với bản cũ. Hyundai Elantra đến thời điểm này vẫn là mẫu xe bán chạy thứ 3 trong phân khúc. Về phần giá bán, mức giá khởi điểm của Mazda 3 đời 2021 tại Nhật Bản là hơn 2,22 triệu yên, tương đương với 21.400 USD. Còn Hyundai Elantra 2021 ra mắt tại Malaysia với mức giá 25.000 USD. Và sau đây, chúng tôi sẽ đi so sánh chi tiết về hai mẫu xe này. Đầu tiên là về ngoại thất. Thiết kế tổng thể, Mazda 3 thế hệ mới được tăng những thông số kích thước chiều dài rộng cao tương ứng là 4.660x1.795x1.440mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 25mm, đạt 2.725mm. Với chiều dài trục cơ sở trên, Mazda 3 All-New là xe dài nhất trong phân khúc khi các đối thủ chỉ dừng lại ở mức 2.700mm. Ở bên kia chiến tuyến, Hyundai Elantra 2021 có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.675x1.825x1.430, chiều dài trục cơ sở xe đạt 2.720mm. Với kích thước trên, Hyundai Elantra mới dài và rộng hơn, tuy nhiên chiều cao của xe lại thấp hơn đối thủ Mazda 3 2021. Mazda 3 thế hệ mới có phần đầu xe thay đổi rõ ràng so với đời cũ khi hãng xe Nhật Bản sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong thay vì thanh ngang truyền thống. Điều này đã được áp dụng trên Mazda CX-5 mới. Ấn tượng hơn, mặt ca lăng của xe còn được làm mới ở những chi tiết thiết kế đèn chiếu sáng, xe sử dụng công nghệ LED toàn phần, đèn sương mù hạ thấp. Mẫu xe đến từ Hàn Quốc Elantra 2021 có phần đầu mới đã được sử dụng ngôn ngữ thiết kế Sensor Sportnit, mặt ca lăng được thiết kế lại vô cùng ấn tượng và thu hút. Theo đó, những thiết kế của xe đều được tạo hình đa giác cùng hệ thống đèn full LED, đèn pha xếp tầng 4 bóng, đèn định vị ban ngày bao bọc phía trên và đèn sương mù cũng được chuyển xuống hốc gió bên dưới. Ở Hyundai Elantra 2021, mẫu xe này có hệ thống đèn pha sử dụng công nghệ điều khiển tự động. Phần thân xe, Hyundai Elantra mới thua kém một chút khi sử dụng bộ la răng hợp kim 17 inch, còn Mazda 3 có mâm 18 inch. Mazda 3 2021 sử dụng gương chiếu hậu ngoài có chức năng gập chỉnh điện, chống chói tự động, cảnh báo điểm mù kết hợp đèn xi nhan và đặc biệt là nhớ vị trí. Còn Elantra phiên bản Sport cao cấp nhất, nhưng xe cũng chỉ có gương chiếu hậu chỉnh gập điện và tích hợp đèn báo rẽ dạng LED. Đuôi xe Hyundai Elantra và Mazda 3 khá giống nhau, thiết kế cánh gió ẩn vuốt cong mềm mại. Đèn hậu xe Mazda 3 2021 sử dụng cùng nghe lẽ tạo hình elip, bên trong là thiết kế dấu cộng mang đến sự mới mẻ. Còn với Hyundai Elantra 2021, xe nổi bật ở phía sau nhờ đèn hậu dạng LED hình tia chớp, dòng chữ Elantra cũng mang đến ấn tượng hơn và được đặt ngay phía dưới logo. Về phần nội thất, ở khu vực bảng tắp lô, sự khác biệt bắt đầu lộ diện một cách rõ ràng hơn khi Mazda 3 mới mang đến sự sang trọng hơn nhờ màn hình trung tâm đặt nổi và thiết kế mỏng hơn. Các mặt cắt ở đây cũng mang đến cái nhìn ấn tượng. Các chi tiết hoàn thiện trên tắp lô xe Mazda 3 2021 tỉ mỉ, cầu kỳ hơn khá nhiều so với mặt bằng chung phân khúc. Trong khi đó, Hyundai Elantra 2021 nâng cấp vẫn là kiểu thiết kế tắp lô truyền thống với màn hình trung tâm chìm bên trong và xe chỉ có một mặt phẳng duy nhất. Đặc biệt, khu vực này của Hyundai Elantra mới chỉ sử dụng nhựa màu đen, còn Mazda 3 là sự pha trộn giữa màu đen và kem. Điểm ấn tượng của khách hàng là Hyundai Elantra 2021 có vô lăng dạng đi cắt, đúng phong cách thể thao mà chiếc xe này hướng đến. Ngoài ra, những đường chỉ khâu đỏ tạo nên điểm nhấn trên vô lăng da cũng là chi tiết không thể bỏ qua trên Elantra mới, cùng với đó là hệ thống phím bấm điều khiển được tích hợp đầy đủ. Về phần mình, Mazda 3 2021 có phần tay lái cải tiến giống dòng Airsport của BMW với thiết kế gọn gàng và cảm giác cầm nắm vừa vặn. Trên vô lăng xe Mazda 3 mới cũng được tích hợp đầy đủ những phím bấm chức năng, phía sau là màn hình điện tử đa sắc cho cảm nhận thị giác tốt hơn những gì trên Elantra.
Với những cảm nhận thực tế của Dibro, mặc dù Mazda 3 2021 sedan đã tăng chiều dài chục cơ sở 25mm, nhưng không gian ghế ngồi hàng thứ hai vẫn không được cải thiện so với đời cũ. Đối với những người từ 1m7 trở xuống thì không gian trần và đầu gối thoải mái, còn những ai khoảng 1m75 thì gần như đầu đã chạm trần. Do đó, không gian các hàng ghế trên xe Mazda 3 2021 không được đánh giá cao. Trong khi đó, Hyundai Elantra lại mang đến không gian ghế ngồi rộng rãi hơn. Dù nhìn những thông số kích thước thì mẫu xe Hàn Quốc chỉ nhỉnh hơn 10mm về chiều cao. Tuy nhiên, ghế ngồi của Hyundai Elantra được hạ thấp hơn nên mang đến cảm giác rộng rãi, nhưng điểm hạn chế đến từ tầm quan sát phía trước của cả tài xế và hành khách sẽ giảm. Về chất liệu, Mazda 3 sử dụng ghế ngồi bọc da có lỗ thông khí, ghế lái có chức năng chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí. Đây sẽ là những chi tiết ghi điểm của mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Còn Hyundai Elantra Sport 2021 cũng sử dụng da cao cấp, ghế trước có chức năng sưởi, chỉnh điện 10 hướng, tuy nhiên xe lại không có nhớ vị trí. Đặc biệt, mẫu xe này của thương hiệu Hàn Quốc còn sử dụng những đường chỉ khâu đỏ kết hợp màu ghế đen mang đến sự thể thao cho xe. Về trang bị tiện nghi, màn hình trung tâm kết hợp hệ thống giải trí trên Mazda 3 2021 có kích thước 8 inch cam đầu DVD. Tuy nhiên, khách hàng sẽ không được trải nghiệm màn hình cảm ứng mà thay vào đó là điều khiển bằng nút xoay ở khu vực trung tâm. Xe có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Bluetooth, AUX, USB cùng dàn âm thanh 8 loa cao cấp. Và những tiện nghi khác trên Mazda 3 All-New có thể kể đến như nút bấm khởi động, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình HUD, phanh tay điện tử giữ phanh tự động, cửa kính lái một chạm, cửa sổ trời hàng ghế trước. Còn hệ thống thông tin giải trí trên Hyundai Elantra 2021 bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số Super Vision TFT 10,25 inch, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Bluetooth, AUX, USB, radio và MP4 với đầu ra là 6 loa. Bên cạnh đó, Elantra Sport cũng có cửa sổ trời trước, nút bấm khởi động, điều hòa tự động hai vùng, xa không dây chuẩn QI, cốp sau điều khiển từ xa, cửa sổ trời chỉnh điện. Về động cơ, không thay đổi thông số động cơ là những gì mà nhà sản xuất công bố khi ra mắt Mazda 3 2021, nhưng hãng xe Nhật Bản lại tinh chỉnh để xe có khả năng vận hành tốt hơn. Cụ thể, Mazda 3 2021 bản cao cấp nhất sử dụng động cơ Sky Type G 2.0 lít mang đến công suất cực đại 153 mã lực và mô men xoắn 200 Nm kết hợp hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, Mazda 3 thế hệ thứ tư còn được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao giúp xe đạt được mô men xoắn ấn tượng hơn. Còn ở bên đối diện, Hyundai Elantra 2021 sử dụng động cơ 1.6 TZDI với công suất sản sinh là 121,3 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 154 Nm tại 4.500 vòng trên phút, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp thông minh IVT giả lập 8 cấp, 4 chế độ lái bao gồm Eco, Comfort, Sport và Smart. Về trang bị an toàn, Mazda 3 2021 có hệ thống an toàn bao gồm hệ thống phanh ABS, EBD, ESS, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, mã hóa chống sao chép chìa khóa, hệ thống cảnh báo chống trộm, camera lùi, cảm biến va chạm phía sau, 7 túi khí, cảm biến va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống cảnh báo trạch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ phanh thông minh, hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar. Trong khi đó, Hyundai Elantra 2021 có hệ thống an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến trước, cảm biến áp suất lốp, hệ thống phân phối lực phanh, hệ thống chống trượt thân xe, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái và an toàn, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Có thể thấy, với phiên bản Elantra 2021, xe đã có sự lột xác hoàn toàn trong thiết kế, phải đánh giá thiết kế mới này của xe quá đẹp. Và đây chắc chắn sẽ là điểm cộng cực kỳ lớn so với đối thủ Mazda 3. Với khách hàng trẻ tuổi sẽ thực sự thích thú với mẫu thiết kế này, đầy trẻ trung và thể thao. Mong rằng trong thế hệ tiếp theo, Mazda 3 sẽ sớm có những thay đổi mới, tiếp tục duy trì được doanh số bán xe khủng của mình trong phân khúc. Bạn có nhận định hay đánh giá gì về hai mẫu xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Dibro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới về nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.